Xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái video ngắn để trả lời những cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình rất là nhiều. Đấy là mua nhà trước hay là mua xe trước trong cái tầm tài chính có khoảng 200 triệu và hai vợ chồng có thu nhập từ 20 đến 25 triệu một tháng, có một con nhỏ đấy, và chồng đi làm là dao động khoảng 15 đến 20 cây số một ngày, còn vợ thì làm ở gần nhà. Thì câu trả lời của mình trong cái trường hợp cụ thể này ấy, thì các bạn nên mua xe trước. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta có xe, chúng ta xử lý công việc nó rất là nhanh và nó an toàn. Trời nắng cũng như là trời mưa thì đi làm nó an toàn hơn, nó được việc hơn. Đấy là sự thật. Và không nhất thiết là phải mua nhà trước. Với trong tay chỉ có 200 triệu thì mua nhà thì mình phải sử dụng cái đòn bẩy tài chính, tức là mình vay ngân hàng ấy, nó rất là nhiều. Nó nhiều như thế thì cái gánh nặng tài chính các thứ thì nó rất là mệt mỏi. Ngoài ra thì mình thuê nhà cũng có cái hay. Ví dụ như bạn ấy đang thuê một cái ngôi nhà ở một cái phòng trọ gần cái khu làm việc của vợ, tức là vợ đi làm rất là gần. Đấy, còn chồng thì đi làm ở loanh quanh, ở xa, ở ngoại thành, đi làm bất động sản thì đi làm ở xa hơn. Thì với cái thu nhập như thế mà cố để mua nhà thì cũng có thể mua được, nhưng mà gánh nặng tài chính rất lớn và có khi phải mua ở khu vực xa trung tâm. Như thế là cả vợ cả chồng đều không thuận tiện đi lại, con cái không thuận tiện học hành, như thế lại càng dở. Cho nên là mình mua xe trước để mình phục vụ bản thân trước, phục vụ gia đình trước, phục vụ công việc trước, nó an toàn cho mình. Đấy, mình đi lại về quê nội quê ngoại nó cũng rất là an tâm, trời mưa cũng như trời nắng không sợ gì cả. Chứ còn mua nhà trước thì trong cái tầm tài chính này thì mình nghĩ rằng là bản thân mình thấy là mình chưa lên mua nhà. Đấy, có cái xe thì nói là mua cái xe, nuôi cái xe vất vả, nhưng mình nghĩ là nó không vất vả tí nào, bởi vì mình chỉ việc đổ xăng, bảo dưỡng xe định kỳ và chỗ để xe thôi. Thì chỗ để xe thì cố định mình cứ tính trung bình khoảng 1 triệu một tháng. Đấy, xăng xe đi lại, bảo dưỡng các thứ, phí đường bộ này kia, bảo các thứ thì nó không đáng mấy đâu các bạn ạ. So với việc là nó bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ tính mạng cho mình, thì những cái thứ đấy nó không đáng. Các bạn cứ nghĩ rằng là mình phải nuôi xe rất là vất vả, nhưng mà thực ra cái xe nó cũng nuôi mình mà, nó cũng đảm bảo cho mình những cái vấn đề về đi lại ngoài đường. Các bạn thấy bây giờ mình đi xe máy mà đi ở những cái đường ngoại thành rất là nhiều xe tải to, mình đi rất là sợ. Nếu mà có một con xe thì nó hạn chế những cái rủi ro đấy hơn. Mình nói là hạn chế nhá. Còn đương nhiên là bạn cũng phải tìm một con xe phù hợp với cái tài chính của mình, nó ngon bổ rẻ. Đấy, ngon bổ và hợp lý thì là tốt nhất. Thì bản thân mình cũng thế. Như mình ấy, thì mình mua con xe, hồi ấy mình cũng có 220 triệu mình mua cái con xe này, là con xe Chevrolet Spark 2014. Hồi đấy là mình cũng cân nhắc là mình vay thêm tiền, tức là mình vay ngân hàng để mình mua một con xe nó tầm cao hơn một tí. Hồi đấy mình đang thích con EcoSport thì nó dao động khoảng hơn 400 triệu, 450. Thì bây giờ là mình phải vay thêm tầm độ hơn 200 triệu nữa vay ngân hàng. Thì mình đã quyết định là mình không vay, mình mua con xe này. Đấy, mình đi cũng may mắn là mình mua được con xe nó khá là lành, tức là mình chỉ cần bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng rồi đóng phí đường bộ rồi đăng kiểm nó đi thôi. Bảo dưỡng phanh phớm rồi dầu riếc, bảo dưỡng thường xuyên thì những cái hỏng hóc là không có, hỏng hóc ở giữa đường là chưa hề có, máy móc nó cũng chưa hề hỏng gì cả. Mình chỉ chịu khó bảo dưỡng. Thì cái chi phí để mà nuôi xe nó quá là nhỏ so với cái mà cái xe nó mang lại cho mình các bạn ạ. Mang lại sức khỏe này, mang lại thời gian này, mang lại sự an tâm, sự đảm bảo này, các thứ. Thì mình nghĩ rằng là trong cái điều kiện đấy thì các bạn nên mua xe trước và tìm được một con xe nào ngon bổ và giá cả hợp lý là được nhé, trong cái tầm tài chính đấy. Ví dụ như các bạn đang có 200 triệu rồi mà các bạn tính mua nhà ấy, thì mua nhà thì các bạn lại phải vay ngân hàng rất là nhiều, vay nợ rất là nhiều, thì như thế là cái áp lực tài chính ấy, nó rất là lớn, nó đè lên trên vai cả vợ cả chồng. Mà có khi mua nhà ấy, thì phải mua ở xa trung tâm, xa chỗ làm, như vậy là cả vợ cả chồng thì nó lại ở xa chỗ làm. Thay vì việc là mình đang đi thuê, mình thuê nhà thì khoảng 3 triệu một tháng cả đầy đủ điện nước rồi, thì mình thuê gần chỗ làm một tí, vợ đi làm gần, chồng thì đi làm xa một tí,
thì như thế là nó phù hợp hơn, đúng không? Xong đó rồi là mình tiếp tục là mình tích cóp thêm, mình tiết kiệm thêm để mình hướng tới cái mục tiêu là mình mua nhà. Như thế là hợp lý hơn. Ví dụ như bản thân mình nhé, mình có con nhỏ. Đấy, hai vợ chồng mình thì quê vợ thì cách quê chồng khoảng 50 cây. Đấy, các cái công việc đi lại nội ngoại ấy, thì bỏ không được. Đấy, cho nên là phải có xe đi chứ, nắm hôm trời mưa hay trời nắng chang chang mà đi xe máy rất là mệt. Đây là có cái xe đi nó rất là tiện. Hay là đưa con đi tiêm phòng các thứ ấy, thì nó cũng rất là tiện. Mọi công việc thì mình đi xe ô tô nó rất là tiện. Tuy rằng là cái xe cỏ thôi, nhưng mà nó cũng đảm bảo cho mình được cái việc là che nắng che mưa. Và cái thời điểm đấy là mình mua xe, mình cũng nghĩ rằng là mình đi một thời gian sau này là mình sẽ có tiền rồi mình đổi xe khác. Nhưng mà đến cái thời điểm là mình ngày xưa mình mua năm 2019, năm nay 2023 rồi. Đấy, mình đã mua thêm được hai cái nhà nữa. Nhưng mà đến thời điểm này mình đâu có nhu cầu đổi xe đâu. Sẽ đổi trong tương lai nhưng cái thời điểm này thì chưa cần. Đấy, chưa cần. Vì là mình thấy là nó cũng đang đáp ứng được đủ cái nhu cầu gia đình của mình. Con bé nhà mình nó cũng còn nhỏ, có 2 tuổi thôi, thì hai mẹ con nó ngồi ghế sau thì nó cũng rộng rãi, không rộng rãi nhưng mà nó cũng là vừa đủ và khá là thoải mái rồi. Sau này vài năm nữa thì mình sẽ cân nhắc để mình đổi sang xe sau khi mà có cái điều kiện hơn. Còn tại cái thời điểm này thì mình cứ đổ xăng thay dầu bảo dưỡng phanh phớm là mình đi thôi. Đấy, chứ nó chưa có hỏng hóc gì cả. Đấy là cái may mắn của mình nó là như vậy. Thì các bạn tính mà xem, không nhất thiết là chúng ta cứ phải là nghiến răng nghiến lợi để mua cái nhà trước. Không cần thiết đâu các bạn ạ. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh. Ví dụ như là công việc chỉ ở trong nội thành này, các bạn mua nhà trước cũng được. Cái nhu cầu đi lại nó không lớn thì mua nhà trước cũng được. Thì về quê về kiết thì các bạn có thể thuê xe, hoặc là các bạn có thể đi xe khách, đi taxi. Bây giờ nó cũng khá là rẻ thôi. Thì cũng không nhất thiết là các bạn phải mua xe trước. Đấy, cũng không nhất thiết là phải mua nhà trước, nó linh hoạt tùy cái mục đích chung của mỗi gia đình. Đấy, nhưng mà khi mà mình có xe mình tự lái nó cũng sướng hơn. Đấy, nó cũng sướng hơn, cái cảm giác nó cũng sướng hơn, phấn khích hơn, thích đi về quê này, thích đi đâu đó cuối tuần, đi đâu đó thì lái xe đi nó cũng thích hơn, thay vì việc là mình thuê xe. Tính ra cái chi phí thuê xe một năm đi thì nó cũng chỉ hơn cái tiền mà mình bỏ ra mình bảo dưỡng cái xe, mình đăng kiểm xe một tí thôi, không nhiều. Thì đấy là cái ý kiến cá nhân của mình. Thì các bạn có cái ý kiến khác thì có thể là comment phía dưới để cùng thảo luận. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À quên, khi mà các bạn mua xe thì các bạn phải tìm được một con xe nó ổn định một tí, chứ không lên ham rẻ nhá. Không lên ham rẻ. Ngày xưa mình mua con xe này ấy, là trên thị trường có cùng cái đời này thì nó cũng rẻ hơn, rẻ hơn độ một chục. Nhưng mà mình cứ tìm con xe nào mà người ta đăng cao nhất ấy, mình đến mình xem. Chứ mình đến mình xem những con tăng cao nhất và những cái con đăng thấp nhất. À, tại sao nó lại đăng có cái sự chênh lệch đến 20 triệu một con xe cỏ cùng đời, các thứ cùng biển Hà Nội. Đấy, tại sao lại có cái sự chênh lệch như vậy, mình đến mình xem nhé, thì nó khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Đấy, cho nên là các bạn cũng phải cân nhắc là đừng mua con xe rẻ quá, con xe rẻ quá, con xe cũ quá nhá. Và mình sẽ làm một cái video tiếp theo về cái vấn đề mua xe cũ nhá, trong cái tầm tiền 200 triệu. Ok, xin chào các bạn.